Hello và xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với cả series Dragon Ball Z Fighter cùng mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ lại quay trở lại và chơi cái phần story để hôm nay chúng ta có thể cứu được ai và đánh những ai nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho Beerus chào các anh em nha. Rồi. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ vào story mode và chúng ta sẽ bắt đầu cái phần story. Rồi, có khi chúng ta sẽ cứu được Sen Boom ở mấy cái phần này đấy. Còn không. Ba người thôi. Đúng không? Ba người thôi. Vậy là chúng ta sẽ phải đợi đến Sen Boom để chúng ta đổi xác của nó. Ok, bị nhẹ đấy. Làm gì đó. Rồi. Oh no. Đi đâu? Trời ơi. Golden Freezer thì đêm hãy ít theo khi mà chiều. Golden Freezer số 1 Việt Nam, à quên, số 1 thế giới. Rồi, nổ tung người thế xin năng. Mình thắng rồi. Ok. Để đến với cái phần tiếp theo. Kít bư rồi. Vậy là chúng ta sẽ được đổi sang với kít bư. À đây là clone mà. Này là thằng thằng nhân bản đấy, clone bư. Surprise, mày. Thôi rồi ơi, dính kẹo rồi. Dính kẹo rồi, nó gì kì vậy? Mày chết đi. Mày đây. Nói chung tự nhiên mình mạnh lên thế sao ấy, mình đấm khỏe cực. Mình đấm mấy cái là nó chết rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua đây. Đây này gặp Nappa ạ. Let's go. Time to begin the match. Ready? Thằng Nappa giả mạo, thằng Nappa giả mạo, thằng Nappa giả mạo này. Điện lượng ngạc nhiên chưa? Oh!
sức. Rồi mình thử xem các trưởng gọi là gì. Song Jesse này. Chưa chết gì đã chết rồi. Body Chang. Ôi thằng này có ấy thế à? Together we are body. Oh, we do fuck. Mình thử cái trưởng gọi chúng nó ra nha. Kiju gọi được rất là nhiều luôn. Kiju gọi được toàn bộ tiểu đội sát thủ ra để trợ giúp. Được rồi. Nào Ben xem thôi. Chúng ta sẽ thử cái body chain. Dream Team, Frieza and Cell. Sake, Ginyu-san mo kuwawarimashita shi. Chúng ta đã có đội trưởng Kiju ở đây rồi. Bây giờ thì chúng ta đã sẽ không nói gì nữa. Frieza-sama, với chắc chắn là người đấy có thể ổn với cái trong hình dạng này chứ. Chắc chắn rồi, nhưng mà ta vẫn cần giải thoát được toàn bộ sức mạnh. Rồi, xem bộ hung xuống. Thú vị đó. Này, ngươi có vấn đề gì ngài Frieza vậy? Tên của ta là Sebohung. Ta muốn ta có thể rất hạnh phúc, ta rất vui khi tham gia vào cùng các ngươi. Nếu các ngươi muốn chơi. Cái gì cơ? Bình tĩnh nào Nappa. Ngươi sẽ sớm hiểu ra là ngươi sẽ phải ngăn chặn hắn. Nhưng mà ngài Nappa, ngài Frieza đã chỉ thị cho ngươi rồi. Chúc mừng thằng Sebo này. Chắc chắn là Frieza sẽ thu nhập, sẽ mời Sebo vào cùng và chống lại Aron số 21. Bởi vì về sau thì Aron số 21 sẽ biến Sebo và Frieza thành kẹo và ăn mất. Nào mình thử Giju nha. Ok, thì chúng ta đã vừa đánh xong rồi. Rồi, xem có thất bại. Không tệ. Có vẻ như là người rất là khác so với những cái gì dữ liệu ta có. Nhưng mà có vẻ như là người đã thay đổi rất là nhiều. Đợi đã Frieza. Có một luồng năng lượng đang ẩn dưới người. Người rất là khác. Xa so với ta. Và như thể là người đang bị ai đó điều khiển vậy. Linh hồn người ai đang bị ai đó điều khiển. Chúng ta rất khác nhau bởi vì. Vậy thì hãy làm ơn giải thích. Có cái gì ở bên trong ngươi? Chúng ta đã muốn làm một câu chuyện khác. Ta có một cái linh hồn đã được lập trình sẵn trong ta. Và đó là tại sao mà ta đã tìm ra cách để khống chế dễ dàng. Cái gì ngươi có thể khống chế được linh hồn trong ngươi ư? Từ đó. Nhưng mà để tìm ra cách đó thì không thể dễ chút nào. Và ta rất tốn thời gian để tìm ra cách đó. Ta không biết rằng ai ở trong ngươi ngay bây giờ. Nhưng mà linh hồn đó khá là mạnh mẽ.
thật là đúng chứ, Frieza? Đúng rồi, khi mà liên kết với linh hồn này thì ta cảm giác là ta có mạnh mẽ hơn. Nhưng mà sức mạnh thật sự của ta thì không thể mạnh hơn nó. Thú vị đó, nhưng mà đây là có một sai lầm rồi. Cái dữ liệu của ta có về ngươi đã vượt quá, nghĩa là sức mạnh của Frieza đã vượt quá cái dữ liệu mà được cung cấp của Zemun. Hay là thế này, ngươi đi theo và làm việc cho ta. Frieza, nếu tôi được thì đừng tin lời thằng Zemun. Tôi đồng ý, đừng tin, đừng nghĩa là đừng mềm lòng mà cho Zemun đi theo. Đừng nghĩ như vậy, sẽ là đâu, Zemun sẽ không làm việc cho bất cứ ai. Nhưng mà ta đồng ý vào team của ngươi. Chúng ta thu thập được Zemun vào rồi. Vậy chúng ta sẽ test thử sức mạnh của Sen. Đây. Aron xoáy mốt đi, nhìn thấy giờ đây. Cái gì ư? Mọi chuyện đang rất thú vị rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Có vẻ như Sen đã tham gia vào đội của Frieza và tất cả mọi người. Cái gì? Ngươi đừng có bất ngờ như vậy chứ. Ngươi có cần phải bất ngờ như vậy không? Hai bọn chúng đều không thể kiểm soát sức mạnh của mình. Đúng rồi. Bọn chúng sẽ ổn. Khi mà bọn chúng sẽ liên kết với nhau. Không nhất thiết là phải như vậy số 16. Vẫn có một cái linh hồn ẩn trong Frieza. Và cái linh hồn người sống đó sẽ là lý do tại sao mà Frieza không giải thoát được toàn bộ sức mạnh. Ta đã xa quan sát và thử điều khiển hắn. Một người đang liên kết với Frieza. Nhưng mà cái liên kết đó rất nguy hiểm. Vậy nên chúng ta sẽ phải hành động rất là nhanh. Số 18. Ngươi cần đến đánh bại Frieza và Senmon nhanh nhất người có thể. Không vấn đề gì, ta sẽ tiêu diệt bọn nó trên đường đi của ta. Ôi, số 18 này. Đó là điều ta muốn nghe đấy. Ta rất nóng lòng để xem người hành động như thế nào. Đúng. Bên cạnh đấy thì số 16, ngươi cần phải chuẩn bị một số bim bim để khi mà cô ấy quay lại. Hiểu rồi. Rồi, đến thời gian chúng ta đi săn rồi. Rồi, vậy là số mình biết tại sao mà số 16, 18 lại ở cạnh cái con số 21 rồi. Là bởi vì số 16 bị chắc là bị kiểu thôi miên ấy. Thế là cũng dính luôn đây, số 16 đây. Mình sẽ thay Nappa, thay thằng Inju bằng Seo. Con xe lên luôn, ok. Mình sẽ đánh thử với Goku trước nhá. Lên. Không biết là có cutscene không, bởi vì Sen gặp Goku là chắc là có đấy. Đó, mình bảo mà. Đừng lo về vấn đề này, ta sẽ chơi cùng ngươi. Ta chấp nhận nhưng mà đừng để ngươi bị giết và Sen gửi trở lại địa ngục. Mày nói gì cơ? Nghĩa là ngươi nghĩ ta sẽ thua sao? Ta đoán như vậy. Ngươi không thể trở thành Super Saiyan đồng nghĩa với việc ngươi sẽ rất yếu đuối và rất dễ bị kiểu, rất dễ bị chết đi. Kém cỏi ư? Ngươi dám chửi nói ta là kém cỏi ư? Super Saiyan là một chiến binh huyền thoại. Không phải ai cũng muốn trở thành Super Saiyan là được. Thằng này nói sai rồi. Từ khi mà Goku và Vegeta cưới vợ là Super Saiyan như rong ngoài chợ vậy. Rồi, Goku, bây giờ chúng ta sẽ... Mình sẽ cho anh em xem... Nào, mình cho anh em xem sức mạnh của Zemun nhá. Mày, có thể là sức láo này. Chết đi! Chết này! Cái năng lượng của Zemun. Khi mà Vegeta bắn quả, các quả pháo năng lượng vào thì Zemun sẽ không sao cả. Láo, láo, láo.
trên đi. Bay thẳng vào núi rồi. Vâng. Không ngờ là xe bố nó vẫn tẩy hình kinh khủng như vậy, mặc dù vẫn thua Frieza Golden. Ăn nguyên quả KB của Semu, bắn thẳng ra khỏi chất luôn. Rồi, chúng ta đã chiến thắng với sức mạnh của Semu. Thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì các anh em đừng quên để like, comment ngay bên dưới và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau.